24. Tát bà hán dịch là nhất thiết lợi lạc. Câu chú này bao hàm cả bảo thủ nhãn ấn pháp, nghĩa là mang đến mọi thứ lợi lạc cho mọi người. Bằng cách hành trì ấn pháp này, quý vị có khả năng đem sự an vui lợi lạc đến cho hết thảy mọi loài chúng sinh. Thiên dương, diêm dương, quỷ dương đều chấp hành theo người trì tụng ấn chú này. Quý vị bảo họ hãy thả tội nhân này ra, thì diêm dương liền tức khắc thả ra liền. Vì sao vậy? Vì quý vị đã có được bảo ấn này. Bảo ấn này cũng như ấn của vua vậy. Trên chiếu thư có ngọc ấn của vua, thì khắp thiên hạ ai có trách nhiệm gì cũng phải tuân theo chiếu thư mà thi hành, không ai dám chống lại. Với bảo ấn, quý vị có thể làm lợi lạc an vui cho mọi loài chúng sinh. Quý vị có thể chỉ bảo cho họ biết sự lợi lạc để phát nguyện hành trì và sẽ đạt được sự an lành. Vì vậy nên gọi là nhất thiết lợi lạc. Người Trung Hoa đều biết có một vị tiên biết sử dụng một ấn chú gọi là phiên thiên ấn. Người con của Quảng Thành Dương cũng có một phiên thiên ấn, chính là ấn này vậy. Đạo Lão gọi là phiên thiên ấn, Bồ Tát Quán Thế Âm gọi là bảo ấn. Nếu quý vị dụng công hành trì thì nhất định sẽ thành tựu bảo ấn này. Khi thành tựu rồi, nếu có người vừa mới chết hoặc sắp chết, quý vị chỉ cần trì ấn này vào một tờ giấy và viết vài dòng cho Diêm Vương: hãy tha cho người này sống lại ngay, hãy tha cho anh ta trở về dương gian. Diêm Vương không dám từ chối. Diệu dụng của bảo ấn có thể giúp cho người chết sống lại, nhưng để sử dụng được bảo ấn này, trước hết quý vị phải thành tựu công phu tu tập đã. Nếu công phu chưa thành tựu thì chẳng có kết quả gì. Thế nào nghĩa là thành tựu công phu tu hành? Cũng giống như đi học, trước hết quý vị phải vào tiểu học, rồi lên trung học, rồi thi vào đại học, rồi cuối cùng có thể được học vị tiến sĩ. Tu tập để thành tựu bảo ấn này cũng như đạt được học vị tiến sĩ vậy. Nhưng tạm ví dụ vậy thôi, chứ bảo ấn này không có gì so sánh được. Tát bà nghĩa là lợi lạc cho tất cả mọi loài chúng sinh. Quý vị thấy sự diệu dụng vô biên đến như thế, nên gọi ấn này là bảo ấn. Nếu quý vị muốn sử dụng được bảo ấn này thì phải công phu tu trì qua cả 42 thủ nhãn. Tát bà chỉ là một trong 42 ấn pháp ấy thôi. Có người nghe tôi giảng như vậy sẽ khỏi nghĩ rằng ta sẽ tu tập bảo ấn này ngay, để bất kỳ lúc nào có người sắp chết, ta sẽ sử dụng ấn này ra lệnh cho Diêm Vương không được bắt người ấy chết. Quý vị cứ thực hành, quý vị có thể giúp người kia khỏi chết, nhưng đến khi quý vị phải chết thì chẳng có người nào giúp quý vị thoát khỏi chết bằng bảo ấn này cả. Tôi đã có dịp sử dụng ấn này hai lần, một lần ở Mãn Châu và một lần ở Hương Cảng. Lần ở Mãn Châu là trường hợp cứu một người sắp chết. Người này chắc chắn sẽ chết nếu tôi không sử dụng bảo ấn này. Vào một chiều trời mưa ngày 18 tháng 4 âm lịch, một người tên là Cao Đức Phúc đến chùa Tam Duyên, nơi tôi đang ngủ. Anh ta quỳ trước tượng Phật, cầm một cây dao bọc trong giấy báo, chuẩn bị sẵn sàng chặt tay để cúng dường chư Phật. Quý vị nghĩ sao? Anh ta khôn ngoan hay không? Dĩ nhiên là quá ngu dại. Tuy nhiên sự ngu dại của anh ta lại xuất phát từ lòng hiếu đạo. Quý vị biết không, mẹ anh ta bị bệnh trầm trọng gần chết. Do vì thường ngày mẹ anh ta nghiện thuốc phiện nặng, nhưng bệnh bà quá nặng đến mức hút thuốc phiện cũng không được nữa. Bà ta nằm co quắp chẳng ăn uống gì, đầu lưỡi đã trở sang màu đen, môi miệng nứt nẻ. Bác sĩ đông tây y đều bó tay, không hy vọng gì còn chữa trị được. Nhưng người con trai của bà nguyện lại Bồ Tát rất linh cảm: con nguyện đến chùa Tam Duyên chặt tay cúng dường chư Phật, với lòng chí thành con nguyện cho mẹ con được lành bệnh. Ngay khi chàng trai sắp chặt tay, có người nắm tay anh ta lôi lại đằng sau rồi nói: anh làm gì vậy? Anh không được vào đây mà tự sát. Anh ta trả lời: tôi chỉ chặt tay cúng dường chư Phật, cầu nguyện cho mẹ tôi được lành bệnh, ông đừng cản tôi. Chàng trai chống lại, nhưng người kia không để cho anh ta chặt tay, nên liền cho người báo cho hòa thượng trụ trì biết. Hòa thượng cũng không biết phải làm sao, ngài liền phái cư sĩ Lý Cảnh Hoa, người hộ pháp đắc lực của chùa, đi tìm tôi.
Dù lúc ấy tôi vẫn còn là chú Sa Di, tôi được giao nhiệm vụ như là tri sự ở chùa Tam Duyên. Chỉ dưới hòa thượng trụ trì, tôi chỉ là một chú tiểu, nhưng không giống như những chú tiểu cùng ăn chung nồi, ngủ chung chiếu. Tôi thức dậy trước mọi người và ngủ sau tất cả mọi người. Tôi làm những việc mà không ai muốn làm và chỉ ăn một ngày một bữa trưa, không ăn phi thời. Tu tập chính là sửa đổi những sai lầm vi tế. Nếu khi chưa chuyển hóa được những lỗi lầm nhỏ nhặt ấy, có nghĩa là mình còn thiếu năng lực trong công phu. Hòa thượng trụ trì giao việc đó cho tôi liền đến bạch hòa thượng: Phật tử đến cầu hòa thượng cứu giúp, nay hòa thượng lại giao cho con, hòa thượng làm cho con thật khó xử. Hòa thượng trụ trì bảo: Con hãy đem lòng từ bi mà cứu giúp họ. Hòa thượng dạy những lời rất chí lý, tôi vốn chẳng ngại khó nhọc, nên khi nghe những lời đó tôi rất phấn khích. Tôi thưa: Bạch hòa thượng, con sẽ đi. Tôi bảo chàng trai: Anh hãy về nhà trước, tôi sẽ theo sau. Anh ta nói: Nhưng thầy chưa biết nhà con. Tôi đáp: Đừng bận tâm về tôi, hãy cứ về nhà trước. Lúc ấy là vào khoảng 5 giờ chiều, mặt trời vừa xế bóng. Anh ta đi theo đường lộ chính, còn tôi đi theo đường mòn. Nhà anh ta cách chùa chừng 6 dặm. Anh ta quá đổi sửng sốt khi về đến nơi, anh ta đã thấy tôi ngồi đợi anh trong nhà. Bạch thầy, sao thầy biết nhà con mà đến sớm vậy? Tôi nói: Có lẽ anh vừa đi vừa chơi, hoặc anh ham xem bóng đá hay truyền hình gì đó. Cậu ta đáp: Thưa không, còn cố hết sức đi thật nhanh để về nhà. Tôi nói: Có lẽ xe đạp của anh đi không được nhanh như xe tôi, nên tôi đến trước. Ngay khi vào thăm bà mẹ, tôi thấy không thể nào cứu sống bà ta được, nhưng tôi vẫn quyết định cố gắng hết sức để cứu bà. Tôi dùng bảo ấn viết mấy dòng: Chàng trai này có tâm nguyện rất chí thành, nguyện chặt tay cúng dường chư Phật để cứu mẹ sống. Tôi đã ngăn cản anh ta chặt tay, bằng mọi cách xin cho mẹ anh ta được sống. Tôi gửi bảo ấn đi. Sáng hôm sau, bà ta vốn đã nằm bất động suốt 7-8 ngày nay, chợt ngồi dậy gọi con trai bằng tên tục: Phúc ơi, mẹ đói quá, cho mẹ tí cháo. Chàng trai suốt 7-8 ngày nay không nghe mẹ gọi, nay cực kỳ vui sướng, anh ta chạy đến bên giường nói với mẹ: Mẹ ơi, mẹ đã nằm liệt giường suốt 8 ngày nay, bây giờ mẹ khỏe rồi chứ? Bà ta trả lời: Chẳng biết bao lâu nữa, mẹ bị rượt chạy trong một cái hang tối đen thâm thẳm, không có ánh sáng mặt trời, mặt trăng, ánh sao hay đèn đuốc gì cả. Mẹ chạy và cứ chạy hết ngày này qua ngày khác để tìm đường về nhà mình. Mẹ có kêu nhưng chẳng ai nghe. Cho đến đêm hôm qua, mẹ mới gặp một vị sư khổ hạnh mang y cà sa đã mòn cũ. Vị này đã dẫn mẹ về nhà. Con cho mẹ ăn tí cháo loãng để cho đỡ đói. Người con nghe mẹ nói đến vị sư liền hỏi: Nhà sư mà mẹ gặp dung mạo như thế nào? Bà đáp: Ngài rất cao, nếu mẹ được gặp lại, mẹ sẽ nhận ra ngay. Lúc đó tôi đang nghỉ trên giường, anh ta liền đến bên tôi chỉ cho mẹ và hỏi: Có phải vị sư này không? Bà nhìn tôi chăm chú rồi kêu lên: Đúng rồi, chính thầy là người đã đưa mẹ về nhà. Lúc đó toàn gia quyến chừng 10 người, gồm cả già trẻ, đều quỳ xuống trước mặt tôi thưa: Bạch thầy, thầy đã cứu mẹ con sống lại, nay toàn gia đình chúng con cầu xin được quy y thọ giới với thầy. Bất luận nhà chùa có việc gì, con nguyện đem hết sức mình xin làm công quả và tuân theo lời chỉ dạy của thầy để tu hành. Về sau dân cả làng này đều đến chùa xin quy y và cầu xin tôi chữa bệnh cho họ. Tôi bảo: Tôi chỉ có phép chữa bệnh bằng cách đánh đòn, quý vị có chịu thì tôi chữa. Họ đồng ý và tôi phải chữa, có nghĩa là bắt người bệnh nằm xuống, đánh một người ba hèo bằng cái chổi tre. Đánh xong tôi hỏi: Đã hết bệnh chưa? Thật là ngạc nhiên, họ lành bệnh thật. Đó là một chuyện phiền phức xảy ra ở Mãn Châu.